Hello hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tùng 1/A và trước khi bắt đầu video thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình các bạn nhé. Và không biết ở chỗ các bạn như thế nào nhưng mà ở chỗ mình ấy thì trời đang mưa rất to, mưa 2 ngày rồi, rất là to các bạn nhé. Và hiện tại là đang bão ấy và khu vực của mình ở được bị ảnh hưởng ở miền Trung ấy thì không biết ở chỗ các bạn như thế nào nhưng mà hiện tại mình mưa to rất to 2 ngày rồi. Thì lúc mình trong quá trình mình thu âm ấy khó khả năng mình sẽ là bị có tiếng ồn của trời mưa ấy, thì các bạn thông cảm cho mình một chút các bạn nhé. Đấy thì trời ngoài trời đang mưa rất là to thì các bạn đi ngoài đường nhớ đi cẩn thận các bạn nhé. Bởi vì hiện tại ấy, những cái bạn nào ở vùng có bão ấy thì gió rất là mạnh, mình ở đấy mà gió đập râm, không thể nào mà bình luận cho nó gọi là để các bạn dễ nghe được, thì mình cũng cố gắng là che giảm bớt tiếng ồn rồi. Bây giờ các bạn tiếp tục theo dõi trận đấu của bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm một trận đấu là mình đi rừng, tiếp tục là Zena đi rừng các bạn nhé. Và Zena đi rừng thì như thế nào các bạn biết rồi đấy, rất là mạnh, rất là khủng khiếp. Và khi các bạn đi rừng các bạn nhớ phám ở cánh bùa bên có đường ta thân xe ra các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ là qua cánh bùa ở bên rồng luôn. Ôi, và này mình sẽ là thi đấu với bạn Enzo đấy. Enzo là một vị tướng sát thủ đi rừng khá là mạnh. Nếu ôi nó chạy được kìa, có một chút máu các bạn, tiếc thế nhở. Enzo nếu như các bạn nào chơi thuần tay nó thật sự là một vị tướng đi rừng rất là mạnh các bạn nhé. Nhưng mà bạn nào mà không biết chơi Enzo mà kéo trăm phát trăm trượt đấy thì tốt nhất là đừng muốn đến chơi. Như mình mà chơi Enzo đấy kéo 10 phát thì chỉ trúng được tầm khoảng 3-4 phát thôi đấy. Nên là trong quá trình mình tập chơi Enzo thì mình đã dẹp hẳn luôn các bạn nhé. Bởi vì mình thật sự là không có cái đam mê về vị tướng Enzo này. Mình thích những vị tướng dạng giống như là kiểu con ôi phá này chết rồi. Ôi mới đầu tiên mới đã chết màng chưa ăn được màng nào các bạn ạ. Bình thường cả clip trước ấy mình toàn là đầu game xanh, nhưng mà bản ở đầu này thì đầu game mình đã bị thọt rồi còn nhá. Thì các bạn hãy quan sát rằng mới một ván đầu mà các bạn đi rừng mà bị thọt màng đầu tiên hiện nay thì các bạn sẽ là xử lý như thế nào đấy. Enzo nó vào rồi định đè rừng mình, nhưng mà rất may của anh Yuka là anh ôi không được đâu. Bạn Enzo đã biết chơi các bạn ạ. Đấy Yuka nó hơn hẳn lượng máu khá đáng kể, nhưng mà Enzo vẫn là nhảy được đấy. Mình đánh giá bạn Enzo này vẫn biết chơi các bạn nhé. Thì các bạn bị thọt lưu vào đâu rồi thì các bạn hãy là quán đã giao tranh nhiều, trừ khi một quả dễ dàng như cái pha này vừa rồi của mình ấy thì mình mới là lên cái liều hai màng luôn. Còn nếu không ấy các bạn phải là đi farm trong cái quá trình các bạn bị thọt các bạn nhá. Rồi thì chơi Zena thì khi nào cũng vậy, mình sẽ là lên món đầu tiên là cái rêu Leviathan của mình nhá. Zena mà lên cái kiếm tri hôn là một sai lầm đấy, các bạn nên nhớ điều đó. Nó hợp, rất là hợp với cái rêu Leviathan, và các bạn lên cho mình là cái phù hiệu đồ khí các bạn nhá. Thì hai cái món này là món trận phái khi mà các bạn đi rừng bằng vị tướng Zena này. Và tầm khoảng liver 5 đi ấy, thì các bạn có thể phá một lần được 3 con quái các bạn nhé. Thì ở những video trước mình đã cho các bạn xem rồi. Thì các bạn nào chưa biết cách phá ấy, 3 con quái ở cánh trái thì rất là dễ phá. Còn quan trọng là 3 con quái ở cánh phải ấy, thì phải tầm lên liver 8 hoặc liver 9 các bạn mới có thể phá cùng một lúc được. Đấy thì có những video mình đã hướng dẫn sẵn rồi, thì bạn nào có thể rảnh thì lục lại xem video mình hướng dẫn những cái cách phám quái hiệu quả đấy. Phán anh cân được này, bắt gris xin được các bạn nhé. Rồi chiêu cuối từ người tràm, rồi quay lại trà đám luôn này. Chết các bạn ạ, xoay tiếp tục chết đấy. Thì các bạn thấy chứ, sức mạnh của Zena ở cái tầm cỡ mà 10 phút thứ tư thôi mà mình đã là cân được cái thằng Arthur rồi. Khi mà các bạn đi đường ta thân thì các bạn rất là sợ Arthur, nhưng mà khi các bạn đi rừng ấy các bạn không ngán Arthur đâu còn nhá. Đặc biệt là với cái phù hiệu đấu khí này cộng thêm là cái đột sát thương từ cái rêu Leviathan ấy thì Arthur nó không thành vấn đề các bạn nhá. Vì Zena này ấy, nó không có cái đôi xuyên giáp cao, nhưng mà bù lại các bạn có cái đột sát thương phép ấy thì nó được lời rất nhiều khi các bạn đối đầu với những vị tướng tánh. Nên là mình thật sự là không ngán những vị tướng tánh các bạn nhé. Mình chỉ là ngán những vị tướng mà quá cơ đông nó cấu rỉa mình thôi đấy. Thì Zena mà đi rừng thì chỉ ngán những cái con mà tay dài thôi các bạn nhé. Con mà tay dài mà nó biết trừ khoảng cách ấy, con mà những con mà đấu sĩ này, con mà nói chung là mình không ngại cho làm quán nhé.
Và cái nick này là một nick mình đã cài thuê ở cái rank bậc rank ở tiếng Anh các bạn nhé. Và cho mình xin quảng cáo một chút đấy, thì là bạn nào cuối mùa rồi mà chưa lên được rank cao thủ hoặc là cao thủ 51 sao để mà mua sao xuống tiếng Anh 2 ấy, thì các bạn có thể liên hệ mình các bạn nhé. Và mình có cái đội cài thuê rất là cứng, thì nếu như những cái bậc rank mà dưới cao thủ ấy thì thường là mình đánh ít, rất là ít gãy nếu mà mình đi tem cài thuê mà đi tem nắm ấy, trừ khi là có người bị áp cá bị long nick thôi thì mới có thể là gãy được. Còn bình thường ấy, đối mình đánh rất là cứng, thì bạn nào mà muốn cài thuế mà có cái tỷ lệ thắng cao ấy thì có thể liên hệ mình còn nhá, có cái tỷ lệ thắng cao, bởi vì mình có cài một áp từ đông lên cho cao thủ mà chuỗi 95 thì mình có để cái ảnh để các bạn tham khảo một chút. Thì bạn nào mà muốn cài thuế mà tỷ lệ thắng cao ấy thì có thể liên hệ mình đấy. Mình chỉ xin quảng cáo một chút thôi thì các bạn thông cảm mình nhá, bởi vì đấy là cái nguồn thu nhập hiện tại là đang rất là cần thiết của mình, bởi vì bây giờ cái YouTube mình cái thu nhập không được cao cho lắm ấy, nên mình phải duy trì cái công việc cài thuế này. Thì rất mong các bạn nào mà không thích cài thuế cho lắm thì các bạn có thể bỏ qua cái quảng cáo đó của mình, còn vẫn có thể xem những video hướng dẫn hàng ngày mình vẫn làm ở đấy. Đấy thì cái chuỗi của mình tuy là cao như vậy nhưng các bạn đừng có nghĩ là mình bục bẩn hay là dùng một chiêu trò gì các bạn nhá. Những cái video mà mình để là những cái trận đấu mà mình đi với team nắm ấy và đi với cái đội cái thuê của mình ấy, thì mình cũng thường xuyên đăng rồi. Những trận đó thường là dưới 7 phút, 8 phút, có những trận 3 đến 4 phút thì mình chơi zip. Chơi zip mà các bạn bỏ 4 cái cầm trụ và một hơi máu ấy đi phá một đường rông ở những cái rank kim cương ấy, thì mình có thể là đi như vậy được tầm 3 đến 4 phút. Nhưng mà lên tầm tinh anh đến cao thủ ấy thì mình phải đánh theo cách là khác, thì cùng lần đi team cái thuê thì cùng 6 đến 7 phút thôi. Thì đó đều là chiến thuật của mình, tất cả những trận đấu đó mình đều đã quay ở trong kênh của mình rồi, các bạn có thể là vào xem để tham khảo các bạn nhá. Và tất cả những trận đấu đấy đều là đấu tay, đấu rất là sạch, không bao giờ có chuyện book hay là hack gì ở trong cái kênh của mình. Mình khẳng định một điều như vậy luôn, và tất cả những khách đến với mình thì đều đa số là hài lòng rồi các bạn nhá. Đấy thì đây là một trận đấu mình đi đơn nên là các bạn thấy đấy, thì mình không zone cái trụ khá là chậm, bởi vì mình muốn ấy, chia sẻ các bạn cách các bạn đánh mà các bạn đi đơn có thể lên được cao thủ. Còn nếu mà như mình mà quay quá nhiều trận mà mình đi với tầm nắm thì các bạn rất là khó áp dụng vào cái trận đấu, bởi vì mình biết ở đây có rất nhiều bạn ấy là đi đơn từ lúc chơi lên quân dư đi trận đơn rất là nhiều và rất là ít đi tém. Nên là mình mỗi lần mà video mà mình quay như thế này này là 1-2 trận đấu là mình nhận được nick này, là 1-2 trận đấu mình vào đi đơn để mà quay clip cho các bạn, rồi mình bắt đầu ra đi tém để mà lấy cái thời gian cho nhanh. Đấy thì là cách mình làm video của mình, tức là những video mình đưa lên đây đa số là mình sẽ đi đơn một vài trận đấu các bạn nhá, rồi mình bắt đầu vào đi tém để mà nâng cao cái thời gian tối ưu, thời gian để mà trả nick cho các bạn sớm. Đấy thì video này mình nói hơi nhiều về cái vấn đề cái thuế thì các bạn thông cảm với mình một chút các bạn nhá, bởi vì dạo này cũng hơi ít khách ấy, không hiểu tại sao luôn ấy, tại vì dạo này nhiều người cái thuế quá ấy. Rồi thì mình bắt đầu quay trở lại trận đấu, thì trang bị ở trận đấu này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Là món đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình là cái rìu Leviathan, món thứ hai là đôi giày kiệt cường, món thứ ba là cái thương xuyên phá. Vì sao là thương xuyên phá, không phải là cái thương ở đây, pha này bắt được này, cần hết pha tầm này, cần hết Enzo đó rồi. Ôi Enzo chết cho quá này, thì tầm này là mình quá là xanh rồi. Thì món thứ tư là các bạn để cho mình là cái phước hợp kiếm, thứ năm là cái quân nhân trói, và món thứ sáu các bạn có thể lên mình là cái giáp hồi sinh hoặc là cái nánh phân nia tùy các bạn nhé. Bạn nào cứng thì lên cái nánh phân nia cho mình luôn. Còn phù hiệu thì trận này mình dùng đấu khí và bằng ngọc, thì mình dùng cái bằng ngọc, các bạn mình sẽ để hai bằng ngọc bạn tham khảo, bạn nào dùng bảng nào cũng được. Một là bảng có 8 viên tốc đánh tốc chạy và full cầu vật lý xuyên giáp hết. Còn bảng thứ hai là sẽ có 2 viên tỷ lệ chỉ mạng 1.6, và còn lại là các bạn để cho mình full công vật lý và xuyên giáp hết các bạn nhé. Đấy là hai bảng mình thường xuyên dùng. Thì trận nào các bạn gặp nhiều cứng quá hay tánh cứng quá thì các bạn dùng cái bảng tỷ lệ chỉ mạng 2 viên và ứng phá bảo thường sức mạnh của các bạn ạ, và full công vật lý xuyên giáp. Còn trận nào mà ít cứng ấy thì các bạn dùng cho mình là 8 viên tốc đánh tốc chạy, thì các bạn sẽ linh hoạt hơn trong cái việc là các bạn cầm lặng đối phương các bạn nhé. Còn về cái lối di chuyển ấy thì mình khuyên các bạn này, nếu như các bạn đi rừng ấy thì các bạn cứ ăn cho mình là cái bùa ở cạnh đường xe giáp trước. Thì cái này mình nói rất nhiều rồi, các bạn nào biết rồi thì thông cảm với mình nhá. Đây là cái cách di chuyển cơ bản thôi, thì các bạn đi ăn ở bùa ở cạnh xe giáp trước, không quan trọng là bùa xanh bùa đỏ, bởi vì con xe ná này không cần mana nên ăn đỏ xanh trước cũng được. Rồi các bạn sẽ sáng cái cạnh bên rông, rồi các bạn sẽ tiến cánh rông luôn.
Rồi khi mà các bạn đã gánh rông sóng thì các bạn là lúc đó các bạn mới tùy cơ ứng biến là các bạn sẽ đi đường nào tiếp theo, là các bạn sẽ là quay về trở về cái bua và cái đường mid, hay là các bạn tiếp tục là đánh giao tranh tiếp, đấy là tùy theo trận đấu các bạn nhé. Nhưng đó là cái bước đầu tiên khi các bạn di chuyển. Còn khi mà cái trận đấu rồi, cái thể snowball này rất là mạnh rồi, vì tưởng Zena này khi mà ở mạnh nhất ở giai đoạn đầu và giữa game, cuối game nó vẫn mạnh các bạn nhé. Nhưng mà cuối game ấy thì rất nhiều vị tướng khác ở thế địch nó lết rồi ấy, thì nó nhiều con siêu lết ấy, thuộc dạng siêu lết như những cái con mà dạng này, chẳng hạn như con Vio chẳng hạn, mình nói như đơn cử như vậy đi, thì các bạn sẽ là khó bắt hơn, bởi vì lúc nó đám nó bắn rất là thầm rồi. Thì Vezena ở cuối game vẫn mạnh, nhưng mà tất cả các vị tướng đều mạnh bằng nhau rồi, thậm chí những vị tướng siêu lết thì nó sẽ mạnh hơn. Thì đó là cái bất lợi của Vezena khi mà các bạn ở cuối game các bạn nhá. Nên mình khuyên các bạn ấy là không được để cho đến quá lết, bởi vì lết Zena không có tốc biến bắn xạ thủ rất là khó. Nên các bạn hãy kết thúc sớm trận đấu ở dưới 12 phút, mình khuyên các bạn là dưới 12 phút các bạn phải kết thúc trận đấu rồi. Nếu như các bạn mà để nhảy đến tận 14 phút trở đi ấy, thì nó lết hết rồi thì các bạn rất là khó. Và video đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh để mà ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển các bạn nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo các bạn nhé. Bye bye.